cảm ơn anh dù bận cũng bớt chút thời gian tới gặp tôi à, không có gì nhưng mà vụ tai nạn đó xảy ra lâu lắm rồi mà không biết tôi có thể giúp gì được hay không không biết anh có nhận ra người trong hình này không tên hung thủ đã gây ra vụ tai nạn giao thông hồi đó vậy hả tôi không nhớ rõ nữa hơi thấp người trên mặt còn có một nút rồi nữa tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua thôi với lại lúc đó trời cũng tối nhưng mà tôi vẫn còn nhớ người đó có đội nón tôi biết rồi cảm ơn anh đã hợp tác điều tra ừ, xin lỗi anh nha vì đã không giúp được gì mà khoan đã anh nói người đó lùn sao phải ừ, không đúng người đàn ông tôi nhìn thấy giá người rất cao mà không chỉ cao mà còn ốm nữa là một nam thanh niên. Lúc đó đồn cảnh sát tôi cũng từng từng thuộc lại như vậy mà. Là nam thanh niên có thân hình cao hả? Anh chắc chắn chứ? Tuy là chuyện đã xảy ra khá lâu rồi. Anh hỏi như vậy tôi cũng có hơi do dự. Nhưng theo tôi nhớ thì chính là như vậy đó. Tuy là nhìn thấy ở khoảng cách khá xa, nhưng mà tôi khẳng định người đó không hề lùng đâu. Trên dọc Bắc, không phải mày thì rốt cuộc là ai? Muốn uống một ly không? Tính đưa bộ ra đi du học hả? Ừ sự Hớt cũng đi cùng chứ. <laughs> Đương nhiên rồi. Bởi vì họ là vợ chồng mà. Có chết cũng không chịu xa nhau đâu. <laughs> Gia đình của tôi hình như có cái gì sai sai. Ơi, ừ, đúng là tội nghiệp cho ông già của tôi. Tìm kiếm cả đời cũng không có được tình yêu. Cuối cùng thì dướng phải bà Hơ Sơn Hy đó. Ơi. <laughs> ừ. Mấy cha con của tôi đều là những kẻ lụy tình mà. Dù đã biết rõ người ta không yêu mình, nhưng mà vẫn quyết tâm lao vào như con thiêu thân. Có thể làm sao được đây, đành phải sống vậy thôi. Đặc biệt là bô ra em tôi kìa, nó là đứa ngốc nhất ở trên đời. Chỉ biết có mỗi cái thằng su hớt đó thôi. Cậu nghĩ sao mà nó dài dòng vậy? Muốn dài dò tôi sao? Tôi biết trong lòng cậu đang khó chịu. Nói nhiều đó đủ rồi nhóc à. Tôi chịu đựng cậu cũng có mức độ thôi đó. <laughs> cũng có hứng nghe thì lo uống đi. Rồi sao? Cậu tính sẽ làm gì cha Tê Chin? Tôi biết là trong lòng cậu rất quán hận, nhưng đâu cần thiết phải quỷ hoại người ta thê thảm như vậy chứ, tôi không thể nào hiểu nổi cái thằng cha Tê Chin đó hả, tôi không thể cùng tồn tại với hắn ở trên đời được đâu. Nếu như không phải hắn chết thì tôi sẽ chết, chỉ một trong hai được sống thôi. Dù vậy, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng là người mà mua cung hoa yêu, rồi sao? Vì cô gái đó Cậu muốn tôi phải chúc phúc cho họ hay gì? Người con gái mà tôi yêu, tôi không thể làm được gì cho cổ, cũng không cho cổ hạnh phúc. Chỉ biết quỷ hoại đời cổ mà thôi. Đồ hên à? Thấy giống phim hài không? Cuộc đời của tôi giống như bộ phim hài vậy. Biết làm sao được đây? Đành phải. Gượng gạo mà sống cho qua ngày. Trước mặt cô gái đó, không thể cho cổ nhìn thấy bộ dạng tệ hại của tôi được. Cho nên, cậu mới đi tới bước đường này tôi đã nói rồi trong hai chọn một mà thôi vậy là cậu muốn giết cha Tây chin sao chưa biết không thể nói trước được đi bước nào thì hay bước đó vậy <laughs> à phu nhân vẫn chưa ngủ sao đô hên đâu anh ấy ngủ rồi hồi sáng vợ của giám đốc ngân hàng han chu có gọi điện cho bác nói cảm ơn tại sao tự nhiên đô hên lại đi thỏa hiệp với giám đốc ngân hàng han chu con biết không Bà nó ghét nhất là người này nó cũng biết rõ mà cụ thể thế nào con cũng không rõ nhưng mà đô hên quyết định làm như vậy chắc chắn cũng có lý do riêng của mình phu nhân cũng biết Đồ hên không phải hàng người làm việc tùy tiện mà không có nguyên nhân gì. À, dù sao thì bác cũng thấy hơi lo. Dạo này nó không uống rượu cũng không ngủ nghe gì. Cả bô ra cũng vậy. À, bô ra à, chắc là không cầm cự được ở nhà bên đó lâu đâu. Người khác có lẽ không biết. Nhưng bác luôn hy vọng nó được hạnh phúc. Lỡ như sau này có xảy ra chuyện gì Liệu con có thể đứng ra bảo vệ cho bu ra được không Phu nhân à À xin lỗi con Bác nói ra câu này đúng là mặt dày mà Phu nhân ngủ ngon Con về cẩn thận mô ra sắp về rồi ông có vui không con gái của ông đang sống mà như sắp chết vậy bây giờ nghĩ kỹ lại tôi thấy tội nghiệp cho cuộc đời của ông quá không biết con cái nghĩ gì muốn cái gì bắt tụi nó sống ngược lại với những thứ mà tụi nó mong muốn chi bằng lúc đó ông để cho đô hên đi tự thú có phải hơn không nếu vậy thì đâu cần phải sống khổ sở như bây giờ chứ chính ông đã hại cuộc đời của con trai ông, Chin Đề Cáp à. Anh, anh về nhà đi. Cậu cứ mặc kệ tôi, lo làm việc đi. Em thấy anh hình như không ổn cho lắm. Sao hả? Yêu cầu đó của chị dâu nói thẳng ra thì em có thể hiểu. Như chị dâu nói đó, Đi nước ngoài du học Để tận hưởng thế giới của hai người Xong rồi còn trở về mà Nếu đổi lại là em Em sẽ vui mừng nhảy lên cho coi Nếu như chỉ đơn giản như vậy Thì tốt rồi Anh đừng có gì mặc cảm và tự trọng mà không chịu đi Cố gắng thông cảm cho chị dâu đi Dù sao thì chị ấy Đã hy sinh cuộc đời mình cho anh mà Đã cược hết vào cho anh luôn đó Cho và nhận Phải có qua có lại Phải hả cậu nói nghe cũng có lý đó chúng ta cùng bàn bạc lại coi phải làm sao mới là tốt nhất cho cả hai chúng ta Dạ, thưa mẹ con đi ừ. Con đi cẩn thận nha Dạ, thưa mẹ con đi Đi thôi em à <laughs> Nó làm như nó là tội phạm không bằng Không dám nhìn thẳng vô mắt mẹ khi nói chuyện Mẹ này Sao chị dâu lại giống tội phạm được chứ Bởi vậy nên mẹ mới nói Bình thường lúc trước nó hay nhìn mẹ nói nói cười cười sao tự nhiên bây giờ lại như vậy chứ mẹ ơi hử ừ? mẹ ơi hôm nay là ngày sinh nhật của bạn con đó ta phải mặc thiệt đẹp con phải tặng quà cho bạn nữa ừ. con muốn tặng quà gì đây kẹp tóc cái này con thích lắm luôn á. để sau này mẹ sẽ mua cho con một cái còn đẹp hơn nữa thiệt hả <laughs> Thiệt chứ, dĩ nhiên là thiệt rồi. <laughs> ờ, chuyện tiệm gà rán sao rồi con? Ồ dạ, tại vì con thấy đợi tới tối mới có nhiều khách tới ăn, nên mình đi coi phim về xong rồi dọn hàng bán con luôn cũng được Con nghĩ như vậy ba. là đúng đó, có hàm kiếm tiền cỡ nào cũng phải biết nghỉ ngơi. Mẹ ơi, chút nữa con nấu cơm trưa xong hết rồi mới đi coi phim. Chừng nào đói mẹ chỉ cần hâm nóng lên là được. Mẹ biết rồi nếu có mẹ đi chung thì tốt biết mấy đã nói là không được rồi mà chỗ đó tối thui à lỡ như mẹ bị dấp té mẹ thì sao? nói muốn đi sao người thường xuyên lui tới rạp chiêu phim thì mới đi thôi con nói đúng rồi đó thấy chưa bà nội không có thích đi tới mấy chỗ đó đâu mẹ nuốt không vô nữa Ờ ừ, bà nội ừ, mẹ sao vậy mẹ không khỏe chỗ nào hả không biết nữa Lần trước sau khi đi tắm xong mẹ than nhức đầu Là từ lúc đó tới bây giờ luôn như vậy á Cho nên á lúc trời bắt đầu có gió Người già mà ra ngoài là bị nhiễm lạnh nguy hiểm lắm đó Ờ à, Con đi lái xe buổi tối Có gặp khó khăn gì không ừ, Dạ không có gì đâu qua Chủ yếu khách hàng là mấy người say à. rượu thôi Nó năng lung tung chút mà Anh rể anh phải cẩn thận nha Cảnh sát chơi ở đồn cảnh sát của em cũng vậy Xử lý người xe rượu lái xe Vì lỡ làm đối phương té bị thương Giờ đang gặp rắc rối nè Oh. Lời tê tiên nói anh phải nhớ đó nha Đặc biệt là mấy cô gái say rượu Em ừ. cũng thiệt tình à Thế cha nó nghe được kìa Không sao, con tin tưởng ba mà Cái thằng này Chắc là con lo lắm hả Con đang tìm cách giải quyết đi ừ. Cái này Một trăm triệu hả <laughs> Không thể nào, không tin nổi luôn Cảnh sát chơi Anh sống rồi, sống rồi, sống rồi nếu, nếu không tận mắt chứng kiến, thật là không dám tin luôn. Mấy con số không vậy? Một trăm triệu thiệt đó hả? Tôi biết ngay sẽ là như vậy mà. Đồn cảnh sát chăm suri của chúng ta đúng là vĩ đại nhất. Bây giờ anh mới biết sao? Anh từng nói có kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Không biết nên góp ba triệu hay là năm triệu. Tôi nghe tổ trưởng bác nói anh đã rất lo lắng. Không phải vậy sao đồn trưởng? Ê, tiếc tình. Người gì đâu mà nhiều chuyện thích nói xấu sau so lưng người khác không à. <laughs> Thành thật cảm ơn mọi người. Ơn nghĩa này tôi không biết phải làm sao mới báo đáp được đây nữa được rồi mà vậy là may mắn lắm rồi <laughs> nè 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 chuyện gì vậy hả bộ cảnh sát chơi lại gây chuyện nữa sao tôi trương bác gì vậy ôi trời ơi trời, ôi, ôi nổi da dạ gà hết trời người, người thấy ghê quá đội trưởng cha cậu làm được một chuyện tốt cứu được một mạng người đó ai à, có làm được gì đâu cậu đúng là khiêm tốn thiệt mà <laughs> à, đâu có đâu ờ à, nhưng mà chuyện cậu đi gặp nhân chứng sao rồi anh ta nói người đó vừa cao vừa ốm có đội nón ủa vậy là sao chứ ấn tượng của anh ta với tên hung thủ tại hiện trường là vậy chắc là anh ta nhầm lẫn gì đó rồi không có nhầm lẫn đâu tôi thấy anh ta nhớ rất chi tiết tình hình lúc đó tôi không thấy rõ mặt mũi nhưng khẳng định là một thanh niên tướng người cao anh ta rất chắc chắn còn cái tên trên bác kia, dù nhìn thế nào cũng không phải người có tướng cao đẳng. Tướng này thì đúng á. Anh ta còn nói lúc trước có tường trình ở sở cảnh sát rồi. Có khi nào anh ta nhìn lộn người không hả? Nhiều khi trí nhớ con người cũng không thể chính xác được đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta cần phải xác nhận lại. Người mà tối qua cha Thê Chin đi gặp rốt cuộc là ai vậy? Mau điều tra thử đi, coi người đó là ai. Xong thì lập tức gọi điện thoại báo cho tôi biết. Tôi kêu cậu lan tin sao rồi? Ờ, à, tiền bố mới gọi điện cho tôi nói Chút nữa tin đó sẽ được lan truyền đi Vì đã dẫn động quyên gấp 100 triệu Có thể sẽ trở thành tin tức nóng hổi Cái gì? 100 triệu? Trả <laughs> từ chim sắp trở thành minh tinh rồi Nếu đã ca tụng anh ta Thì phải ca tụng cho tới luôn Được, tôi biết rồi Đi uống vài ly không? Xin lỗi cậu nha, tôi có hẹn rồi Bô ra đã nói gì với cậu chưa? Có nói là nó muốn đi du học không? Cổ có nói rồi. Rồi cậu dự tính làm sao? Thực ra em không muốn đi du học cho lắm. Tại <laughs> sao vậy? Vì thấy mất hết lòng tự trọng hả? Anh hai à. Sống dựa vào nhà vợ cảm thấy tổn thương vì lòng tự trọng. Sau này thành công rồi thì trả lại cho tôi cũng được mà. Tóm lại là em không muốn sống gượng ghép như vậy vậy còn bô ra em tôi thì sao cậu vốn không hề nghĩ tới tâm trạng của nó một chút nào à bô ra nói ra những lời đó chính là vì nó quá đau khổ không thể chịu nổi nữa cậu là chồng của nó không thể làm ngơ trước nỗi khổ của nó được anh ơi cậu thử nghĩ lại mà coi đi nó đã làm cho cậu những gì vì cậu mà nó từ bỏ tất cả nhưng cậu chỉ vì một chút xíu lòng tự trọng mà không làm được cậu không còn yêu bô ra nữa hả xin anh đừng có nói những lời như vậy em nghe không được thoải mái đâu nè mu su hết cả đây là vấn đề của vợ chồng em chứ không phải chuyện anh cần đứng ra chỉ vậy em phải làm thế này làm thế nọ đâu tôi thất vọng thiệt đó thành ý mà cậu dành cho bô ra em tôi chỉ ở mức độ như vậy thôi sao <laughs> nếu như cậu không chịu đi du học còn bô ra thì không thể tiếp tục ở lại nhà cậu cho tới lúc đó thì phải làm sao nếu như thực sự phải mất đi bô ra thì phải làm sao cậu suy nghĩ cho kỹ chuyện này đi <laughs> ờ ừ, con uh, chính là cháu bé lúc đó hả con chào bà ơi trời sao con lại ngồi đây có chuyện gì hả dạ con cảm thấy cô đơn <laughs> con thì biết cái gì là cô đơn chứ con bị bỏ rơi một mình hả mấy người bạn Rủ nhà đi ăn sinh nhật hết trơn, không cho con theo. Bà ngoại cũng tưởng là con đi sinh nhật rồi, nên bà ngoại cũng đi chơi luôn. Vậy là mấy đứa bạn bỏ rơi con ngồi đây một mình mà không mời con đi sinh nhật chung hả? Mấy cái đứa xấu xa thiệt. Ơi, à, thôi đến đi, đừng có khóc mà, bà sẽ chơi với con nha. Đi sinh nhật chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm. Đồ ăn ngon là cái gì? Gà rán và pizza pizza hả? Mặc kệ nó là cái gì, bà mua cho con, đi thôi. Chỗ nào bán vậy con? Ở đằng trước kìa, nhưng mà pizza mắc lắm. Mắc tới đâu bà cũng mua cho con được mà, đi thôi. <cười> <cười> pizza hả? Ừ. Ồ, chính là bà cụ mà lần trước con đã giúp ở khu vui chơi hả? Ừ, bà cụ mua pizza cho con ăn, sau đó dẫn con về. Bà ơi, con đi đánh răng nha. Ừ. Ôi, trời ơi Uri nhà ta còn làm bạn với người lớn tuổi nữa <cười> <cười> Rất là thân thiện Về điểm này thì nó giống y hệt như mẹ nó vậy <cười> <cười> Alo Bây giờ hả Ờ đợi một chút nha Cô coi chừng Uri giùm tôi một chút có được không Được Chị đi đi Được tôi biết rồi được được tôi sẽ tới đó có chuyện gì vậy con có chuyện muốn thương lượng với dì cho nên mới hẹn dì ra đây chuyện gì là chuyện của bộ ra nhà con ôi à, tốt quá rồi thật ra tôi cũng đang muốn biết đây nè <laughs> chuyện là dạo này tôi thấy con bé không nói cũng không cười cứ buồn rười rượi cậu là anh của nó chắc cậu biết rõ nó bị làm sao phải không? con xin thay mặt cho Bora xin lỗi gì? hy vọng là gì cho phép Bora và Su Hớt cùng ra nước ngoài du học. mọi chi phí con sẽ chuẩn bị hết cho hai đứa, gì có thể yên tâm. đây là cái gì vậy? cái này là con dành tặng cho Udi. con đã chuẩn bị cho con bé một căn nhà rồi, để cho con bé sống thoải mái hơn. vậy Căn nhà này... Tuy là nó không lớn cho lắm, nhưng để cho dì cảnh sát mua và Uri, ba người ở đó thoải mái, ở ngoại ô cũng yên tĩnh nữa. Cậu không cần phải làm vậy. Con xin gì đó. Chuyện này, tại sao Bora lại không chịu chính miệng nói với tôi chứ? À, xin gì đừng hiểu lầm, đây không phải là ý của Bora đâu. Mà là ý của con. Có phải là, cậu cũng đã nói như vậy với su hớt nhà tôi đúng không? <laughs> anh hai em tới nói chuyện đi du học. Nếu như mà anh không chấp nhận lời đề nghị đó, thì quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào đi? Anh xua hớt à? Anh nói không muốn đi, thì em sẽ rời xa anh sao? Em thực sự có suy nghĩ đó à? nhìn thẳng vô mắt của anh đi anh muốn nhìn thẳng vô mắt của em nghe em trả lời em thật sự có thể xa anh được sao không thể được anh hiểu em mà bu ra bu ra em em không phải người như vậy em nói thiệt cho anh biết đi tại sao em phải làm như vậy chứ không phải là anh su hất đã lầm rồi em chính là người như vậy chính là em bộ mặt thật của em sao vậy những gì anh đã nhìn thấy trong thời gian qua đều là dối trá sao em xin lỗi anh đã kêu em đừng có nói câu đó nữa mà biết làm sao chứ em chỉ có thể nói câu đó với anh thôi Nhìn bu ra Được. Tùy em vậy. Nếu như em thật sự muốn đi thì cứ đi đi. Vô đây. Kéo anh vô đây làm gì? Cược một dáng ai thua bao cơm trưa hả?

Anh đã chơi môn này từ hồi nào vậy? Hồi đó anh trong đội tuyển bóng chày mà. Vậy thì anh phải nói cho em biết chứ. Wow, anh coi thường em tới vậy đó hả? Em có nói gì đâu, tự nhiên lôi anh tới đây rồi cá cược à. Bao cơm trưa đi. Em không có quịch đâu mà lo. Chuyện của ba đi, Khó khăn lắm, em mới nói ra được với đội trưởng đó. Thiệt lòng thì anh cũng cảm thấy khó chịu lắm. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của riêng mình em mà là một vụ án. Em là một cảnh sát. Công ra công, tư ra tư. Ở mức độ này làm cộng sự của đội trưởng cũng không có thiệt thòi ha. Dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải có lòng tin không được dao động. Dạ Phải nhanh chóng giải quyết vụ này để bắt tên trên Park Mới có thể giải phóng hoàn toàn bản thân em được Dạ, vì mục đích này cho nên em phải cố gắng làm việc thôi Sau này đội trưởng cha Nếu như có thông tin gì Cũng không được giấu em Phải thành thật nói cho em biết hết mọi chuyện đó nha à, Anh biết rồi Coi như là anh đã hứa với em rồi đó Anh biết rồi Anh hứa mà Thì không thể ngờ Chuyện của chúng ta được lên báo luôn nè Còn có <laughs> hình của đội trưởng cha nữa chứ Ồ Anh là số một đó nha ừ <laughs> ờ, Nhưng mà sao lại có bài báo này vậy chứ Đồn cảnh sát chúng ta ngày nào cũng có phóng viên lui tới mà nếu cứ đà này á đội trưởng của chúng ta sắp trở thành người nổi tiếng luôn vậy là nhờ công lao của tôi đó nha <laughs> à, đúng là chuyện đời không thể nào lường trước wow. được có nhiều bình luận quá nè cũng phải đáng sợ nhất là miệng lưỡi người đời hả bọn họ luôn chực chờ những thông tin mới để nhảy vô bình luận mà <laughs> đồn cảnh sát cham suri của chúng ta vô tình đã được nâng cao uy tín ha như vậy cũng đáng để ăn mừng một bữa đó đồn trưởng à D dĩ nhiên rồi hả ừ. à? Ngày mai sau khi chuyện của cảnh sát chơi được giải quyết xong Chúng ta cùng nhau đi ăn uống một bữa thiệt no say nữa. <laughs> Đồ hên đưa ra quyết định như vậy Chắc chắn có lý do riêng của mình Phụ nhân biết đó Đồ hình không phải người làm việc tùy tiện mà không có nguyên nhân Ôi trời ơi, cái gì đây? Tê chim nhà mình, cha anh đã nói rồi mà Chuyện hồi sáng mới nhắc tới Ôi nè Ôi trời Đâu? ơi, cái gì đây? Tê chim, Tê chim nhà mình nè Ôi cha, Tê chim nhà mình giỏi thiệt đó nhà là nghĩ ra được cách này giúp đỡ đồng nghiệp đang gặp khó khăn nữa đó hả ừ, đúng là em trai của em phải nói là ưu tú trong số những người ưu tú đó ồ cái này cái này ở nhà cô biết không vậy anh phải mau chạy về nhà thông báo cho mọi người biết mới được chắc là họ sẽ vui lắm luôn đó hả <cười> <cười> alo mẹ bà sao vậy mẹ của mình hồi trưa này không có ăn cơm canh vẫn còn y nguyên nè hồi sáng nay tôi thấy mẹ cũng có ăn được cái gì đâu chắc là bệnh rồi à, mẹ à sao mẹ không ăn trưa vậy à, không sao mẹ ăn rồi mẹ đã ăn gì mà cơm canh vẫn còn nguyên vậy mẹ pizza Dạ dày không khỏe sao lại ăn pizza chứ khó tiêu lắm. Mẹ đã đi ra ngoài gặp ai sao mà lại ăn pizza? ơi à, mẹ thấy phiền quá, các con ra ngoài đi. Bắt đầu quan tâm tới mẹ từ khi nào vậy? Ủa ừ, bà nội, bà vợ, mẹ vợ, ra đây đi. Ơi ừ. ừ, trời ơi, ừ, có chuyện gì mà ầm ý dữ vậy? À à, ừ, Cô nè Cậu Út tây chinh nhà mình Được lên Ôi, báo đó ơi. Là sao hả Thì chuyện hồi sáng cậu ấy nói Cậu Út nhà ta đã có một nghĩa cử rất đẹp đó ba Phải nói là không thể nào chê vào đâu được luôn đó Phải hả phải hả Ông đưa đây tôi coi với Mày kéo xuống dưới được còn nữa đó Chuyện tên chinh được thăng chức lên làm cảnh trưởng Cũng không phải không thể đâu nha con thấy trước mắt Tê chin á là một con đường đang rất rộng mở em ấy sắp là người nổi tiếng rồi bất luận là nhân phẩm hay thực lực em ấy đều có hết lại còn đẹp trai nữa quá đúng quá đúng lại còn đẹp trai nữa chứ thiệt tình cái thằng này ừ tấm hình này chụp đẹp quá ông ha cũng phải thôi không đẹp sao được chúc mừng ông nha ông cha sang trên cảm ơn nha chuyện này đúng là đáng chúc mừng lắm à mình có nên nấu một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng không ta à lo nói chuyện mà quên mất để tôi vô nói cho mẹ biết đã tâm trạng của mẹ đang không được vui rồi cái thần này đúng là giỏi thiệt <laughs> sức khỏe của mẹ sao rồi ờ à, à, thời gian qua con lo cho mẹ lắm hả còn phải hỏi nữa sao mẹ chịu gọi cho con vậy thì tốt rồi sợ gây khó khăn cho hoàn cảnh của mẹ nên con không dám gọi dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào mẹ xin lỗi tại thời gian qua mẹ có chuyện bận nên không gọi cho con thời gian qua rốt cuộc mẹ đã sống ra sao hả cụ thể thì đợi sau này mẹ sẽ kể cho con nghe mẹ nhưng mà dù sao cũng là người một nhà mẹ không muốn nói xấu sau lưng họ đâu thật sự mẹ không sao chứ con đừng có lo mà trong nhà có chuyện gì không Tây Chin dạo này vẫn bình thường chứ? Sao lại không có chuyện gì được? Đang loạn hết cả lên kìa! Loạn lắm hả? Thật ra trong đồn cảnh sát có một đồng nghiệp quản lý người dậu nhẹt. trong lúc đang làm nhiệm vụ thì xảy ra chuyện, suýt chút nữa phải cởi bỏ cảnh phục, cũng nhờ Tây Chin của chúng ta đã cứu đồng nghiệp đó. À. Cũng vì chuyện này mà Tây Chin được lên báo đó. Mẹ không biết sao? <laughs> Tây Chin của chúng ta sắp trở thành người nổi tiếng rồi kìa. À. Sao có thể chứ? Trang mạng của cảnh sát đều đang loan truyền bài báo này sau đó còn nhận được sự quyên góp nữa mới có mấy ngày đã nhận được hơn 100 triệu rồi kìa Gì hả đồn cảnh sát xin lỗi nha đáng lẽ đã hết giờ làm mà còn kêu cậu vô đây dạ không sao tôi nghe tổ trưởng bác nói đại khái là cậu đang lật lại vụ án đó sao rồi đã điều tra tới đâu rồi đơn tường trình và những gì nhân chứng nói không trùng khớp vậy làm sao chứ chân chứng nói là thanh niên vừa cao vừa ốm đơn tường trình lại ghi là thanh niên tướng hơi lùng hoàn toàn trùng khớp với dáng dấp của trên park cái gì ý của cậu nói đơn tường trình là của người cố tình ngụy tạo ra sao chin đồ hơn đã nói gì mà thái độ của mẹ lạ vậy mẹ kêu mẹ cho su hớt và Bora ra đi nước ngoài du học hả còn đem giấy tờ căn nhà nó là mua cho uri nữa cậu ta còn nói đã gặp xu hớt để nói chuyện đi du học rồi Ôi, không biết anh con sẽ nghĩ như thế nào nữa Ôi. đội trưởng à anh đang ở công viên trước nhà em nè <laughs> À. ông đọc tin tức chưa vậy bên đó tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì hết đâu cho nên ông cứ xử lý triệt để là được bây giờ tới lượt thanh tra hoang của chúng ta đích thân ra tay xử lý cha tê chin rồi đang xảy ra một chuyện nhức đầu đây nè bây giờ cha tê chin đã bắt đầu lật lại vụ án của cậu hồi mấy năm trước tôi nghe nói hình như đã đi gặp nhân chứng mục cách của vụ tai nạn à vụ án đó hả có vấn đề gì sao vì được chủ tịch chi nhờ cậy nên tôi đã tạo ra bản tường trình giả đặc điểm nhận dạng trùng khớp với lại chân vòng bạc một người đàn ông vừa ốm vừa lùn trong khi nhân chứng mục kích lại khẳng định là thanh niên vừa ốm vừa cao <laughs> Có chuyện gì vậy? Sao anh lại chạy tới đây hả? À, vì anh đã hứa Nên phải nói cho em biết Thật ra trên bác Không phải là hung thủ thực sự Đã đụng chết ba của Uri Anh à, nói như vậy là sao? Hung thủ thực sự Là một kẻ khác